đặc biệt đó, uống xong những cái này nhớ cho được nhiều cái canxi. Canxi để cho hỗ trợ cái xương cho nó đắp lại, cái người đường là xương lỏng hết trơn à. Đó. Và tiếp theo thì khi mà phục hồi được cái gan của quý vị thì cái nhà sẽ rất là khỏe trong vòng 3 đến 6 tháng. Thì cái nhà có hình dung là đây là một cái giải pháp hỗ trợ. Giải pháp hỗ trợ là thói quen, là tinh thần, là vận động, là giấc ngủ và tổng những cái dinh dưỡng. Vậy cái giải pháp hỗ trợ sức khỏe đó là nguyên một bộ giải pháp cộng với cái dinh dưỡng cơ thể một người khỏe. Cái nhà có đồng ý với không ạ? Cho nên là chúng ta hỗ trợ rất nhiều người thay đổi sức khỏe rồi, rất nhiều người khỏe trên đường sau 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng là khỏe được kiệt khỏe. Còn người chích insulin luôn á, nhưng mà cái người đó phải cam kết với chính bản thân của mình. Thì ngày hôm nay không phải là cái này là tất cả, thì bây giờ là cái tác dụng của bệnh cái tác dụng của dinh dưỡng, cái công dụng của dinh dưỡng như thế nào. Thì anh xin mời hôm nay là anh Cội để chia sẻ để dung hòa gia đình của mình coi gì có dụng phẩm không anh. Và cái nhà có dụng cái hôm nay để mời Cội anh. Coi nữa mình khỏe không? Ừ, mình mệt đó là mình hay về kêu người nhà mình nấu cháo cho mình ăn. Con cháo trắng rồi đó mẹ. Trắng rồi đó. Nè. Sáng cái ăn không được cái đồ ăn cháo trắng. Giờ là không có khỏe rồi nè, thấy không? Viên gạo đen xì rồi. Tại sao? Mình biết tại sao mà hôm nay khi mà mình ăn không mình ngán không khỏe không? Tại vì cái lúa bây giờ là cắt nó còn xịt. Và khi mà xịt xong rồi cô thấy gạo bây giờ đâu còn cái lớp cám như mình hồi xưa đâu. Lớp cám nó mới chắc dinh dưỡng nhiều. Giờ là đi ra tiệm gạo là nó xịt nè, chống mốc này chống ẩm nè. Bây giờ đi ra cái cửa hàng gạo thiệt là lớn đi, nó cũng không thấy con mọt nào luôn. Gạo hồi xưa để dùng vài tháng là nó có bị mối mọt này kia rồi, bây giờ không có một con mọt luôn. Gạo bây giờ rớt xuống đất á, hồi xưa gạo rớt xuống đất á thì kiếm thay về tổ. Gạo bây giờ rớt xuống đất kiếm bỏ tổ đi luôn. Là mình biết bây giờ là gạo mình ăn hàng ngày có độc tố. Giờ cơ thể không khỏe đúng không? Cơ thể thứ hai á là con sẽ cho dùng protein. Protein này là cô đang dùng hồi nãy nè. Con sẽ cho dùng một miếng protein vô thử coi. Cơ thể mình nó khỏe không? Nhỏ nhỏ mình ơi. Đây nè. Cơ thể mình khi mình dùng protein vô nè. Có phải là khi mình dùng protein vô thì nó giúp cho mình đào thải những độc tố trong cơ thể mình ra ngoài hết không? Mình uống protein vô nè. Đó. Rồi nhầm khi á người ta nói ta sẽ nói nhầm cô với lại người ta không biết á, người ta nói cái nước này màu đỏ thì bỏ bột màu trắng vô thì nó sẽ chuyển sang màu trắng. Uống hết đi con. Nhưng mà hôm nay nè, con uống hết đi, bổ đó, uống hết đi. Cái bột này nè. Uống hết đi ngoan mẹ thương. Nó tượng trưng cho bánh mì, bún phở rồi cô ăn hàng ngày nè. Nó trắng như vậy nè. Thấy không? Bánh chuối rồi nè. Mà mình ăn hàng ngày nè. Đó. Rồi con bỏ vô thử coi nó có trắng lại như vậy không? Sáng mình ăn bánh mì, bánh bao rồi, bún phở rồi. Ý là con chưa có mà nhúc nhích cho nó mở đi nè. Bởi vì sao cô thấy hôm nay, vì sao bây giờ mình mới biết á là mình đi khám bệnh á, bác sĩ lại mình dặn mình về tuyệt đối là không được ăn bún phở hủ tiếu, tại vì người, trong đó người ta bác sĩ biết là có chất mon và chất tạo dai, nếu mình ăn vô mình sẽ trúng và mình đi phân đen, thấy không? Thấy ghê không? Nó đen xì vậy nè, quá chất là quá chất, nó đen xì vậy nè. Rồi bây giờ trong cái gạo mình á thì nó đã bị nhiễm độc tố rồi, thấy không? Rồi con cho nó dùng protein của mình luôn. Cho nó uống protein luôn. Cái hộp nãy mẹ mới uống dùng rồi đó. Rồi nó có đào thải những cái độc tố trong cái gạo này. Rồi con để đây chút. Bơi cho. Rồi xong rồi thấy rửa này. Xong protein rồi. Xong rồi protein này. Cái bộ làm sạch cái máu mà cô đang uống. Rồi hôm nay là tới cái sản phẩm
vitamin C này là sao, mà vitamin C này của Nutrilite nó được chiết xuất từ trái cherry của Mỹ và vỏ cùi cam quýt. Và đặc biệt á, hồi xưa giờ mình nếu mà mình cơ thể mình thiếu canxi á là mình hay bị bầm gì nè, hay nó gọi là chó ma cắn á. Thật ra không phải chó ma nào đâu, nó là thiếu C chứ không phải chó ma nào cắn hết trơn á. Rồi chảy máu căng răng nè, rồi da mình nó bị sạm nám xuống hết, nó không có sáng da, là những cái đó gọi là thiếu C. Mà qua mình hồi xưa giờ ở ngoài thì mình chỉ uống cái nước cam không nước chanh mà, là mình nghĩ nó có vitamin C, nhưng mà thật ra vitamin C nằm ở vỏ cùi cam quýt, nên là trong đây các nhà khoa học rất là dụng tâm cho mình dùng nè. Nó được chiết xuất từ trái chi sống này, vỏ cùi cam quýt luôn, đầy đủ vitamin C cho mình luôn. Và hôm nay con sẽ làm minh họa cái sản phẩm vitamin C cho cô coi. Và đặc biệt đó là vitamin C nó đào thải độc tố trong môi trường nước. Còn vitamin E này á thì nó được làm từ cỏ gan bò tây, nó rất là tốt. Thứ nhất là tim mạch, thứ hai là hỗ trợ cái sinh lý của mình, hỗ trợ về những cái nội tiết tố của nam và nữ, và đặc biệt là nó rất tốt cho tim mạch nè. Rồi xong á là nó sẽ được đào thải những độc tố trong môi trường dầu. Và mình con sẽ làm cái bộ này, đây là cái cơ thể mình khỏe mạnh này ha. Và hàng ngày á là mình phải ăn dầu mỡ chiên xào nè, cá chiên nè. Con lấy dầu ăn này, con tượng trong như hàng ngày mình phải ăn dầu mỡ nè, ăn thịt bò rồi đó, chưa đét chưa lo rồi đó. Và bên đây con cũng có choline ha, con hỗ trợ cho những độc tố hàng ngày mình nè. Đỏ như mình xào chiên thì nó hơi khét chút đó là có độc tố nè. Rồi á mình chết nè, rồi mình nhiều người thì nhậu nhẹt nè, rồi á ăn những cái giống như là heo cũng tăng trưởng năng trọng nè, cá thì nuôi nước thuốc trị, cho ăn thuốc trị rồi thay nè. Khi mình ăn vào nè, lúc này là cái cơ thể của mình là nó gì nè, ở gì á là nó đang bị mệt rồi nè, này là mỡ trong máu nên mỡ rồi nè. Và khi cơ thể mình mệt thì mình sẽ cho uống nước, mình sẽ cho cơ thể mình uống nước, thì uống nước vô nó cũng đâu có độc hay hết đó nè, nó còn bám những vô cái hệ mạch máu của mình nè, bám mỡ nè. Và con sẽ cho nó nhiều làm oxy hóa trong môi trường nước luôn, đi chắc uống luôn rồi nè, này là nặng luôn rồi nè, đen hết luôn nè, thấy không, đen trong môi trường nước thì dầu luôn nè. Còn có cái viên vitamin C, nhà một viên vitamin C này á thì nó tương đương 250g C. Một cơ thể hàng ngày của cô là cần 1000mg, nên là một ngày phải uống bổ sung là 4 viên như vậy mới đủ nè. Và con chỉ dùng là một cốc tư thôi, một cốc tư của viên C thôi. Nó cả làm nhanh hơn. Cả nhanh hơn. Tắt nào một chút xíu đi mình ơi, ngủ mình ơi, 11 giờ rồi mình ơi. Rồi con nhỏ này vô mình sửa ngủ đi. Bây giờ mình còn, nhưng mà lúc này
tập thể dục đầu sáng, sáng luôn nó dậy phải tập thể dục nó, nên giữ nó. Nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. We'll be right back.